Cho Phụng Dây và các bạn này, vừa rồi chúng nó bảo là mùng 8 tháng 8 thì chúng nó năm 2018 chúng nó đòi là coi như là lật đổ Đảng Cộng sản, nhưng mà chúng nó sẽ làm ở cái khu vực trong miền Nam đầu tiên. Thì anh sợ quá, mẹ sợ mấy ông như coi như là đấy, anh phải chạy ra ngoài Bắc chưa? Ở ngoài đấy chạy sang Trung Quốc cho nó gần. Nhưng mà cuối cùng thế đấy, em lại chạy vào miền Nam. Em nói với anh thế để em bảo. Các bạn là chú Hiếu, chú còn trẻ, có gì chú còn nhanh chân chú chạy được, còn anh thì nói chung già rồi, cho nên khả năng chạy thì nói chung hơi kém, cho nên anh phải ra ngoài Hà Nội trước để mà ví dụ khi ở có cái gì thì anh sẽ chạy sang Trung Quốc cho nó dễ. Nhưng mùng 8 thấy xe im nữa, xe chẳng có gì cả, thế thôi mình lại vào trong này. Mà hiện nay chú nó này đây coi như là mùng 4 tháng 9, không đầu tiên là mùng 2 tháng 9, sau nó giật lại đến mùng 4 tháng 9 đấy, chúng nó sẽ lật đổ Đảng Cộng sản. Thì thôi bây giờ cái này anh mấy ngày nay anh cho vợ ra trước thì có gì anh sẽ chạy ra sau. Cho nên bao giờ phải giữ lại một người em ạ. Đấy cái kiểu như vậy. Em này anh biết này, đất nước phát triển như này. 12 giờ trưa em ở Cần Thơ. 10 giờ tối em ở Phú Thọ. 2000 gần 400 cây. Anh bảo đất nước chậm phát triển làm sao đi thế được. Tức là 12 giờ trưa vẫn ở trong Cần Thơ. Cái vụ xin lỗi này, anh Đất Tổ có hỏi hôm qua định nói về cái vụ Nguyễn Loan. Thì bây giờ tôi nói với tất cả các bạn như này này. Nguyễn Loan từ 1-2 ngày hôm trước thì coi gửi tin nhắn cho rất nhiều người. Trong đó ở trong cái gọi anh em chúng tôi thì có gửi cho tôi này, xong gửi cho Bình Dương này về cái chuyện này, hoặc là trước kia là Trung Vũ. Tức là hiện nay coi như là các em chị sẽ cô sẽ cho các cháu coi như mỗi tháng 7 triệu. Thì các cháu chỉ việc xe bài thôi. Chứ còn ông Đào Minh Quân, ông ấy sắp sửa, ông ấy về coi như là ông ấy lật đổ Đảng Cộng sản rồi. Thì nói chung là mình cũng trả lời và mình post các bạn. Nhưng cái vấn đề nó là như này, cũng có một ý thôi gửi cho rất nhiều người. Kể cả những người ví dụ lên trên mạng phản biện như là mình Bình Dương hoặc một số người khác thì đều gửi. Và gửi cho kể cả những người mà ví dụ người ta không lên mạng phản biện nữa. Thì ở đây hôm qua mình có đặt vấn đề ra là nếu ví dụ những gửi cho những người người ta thiếu hiểu biết tất cả các thứ. Người ta vì 7 triệu một tháng thì ở Việt Nam thì cũng được rồi. Thêm đấy vì chỉ việc bấm mấy cái xe bài mà. Vào mạng bấm cái xe bài mà gửi được 7 triệu. Nhưng có vấn đề này, mình phân tích là nó lừa đảo. Cái cho lừa đảo là cái như này. Bây giờ giả sử tháng đầu tiên gửi 7 triệu. Thế là bắt đầu nó mới trói vào đúng không? Và còn nhiều vấn đề sau nữa. Mà đã trói vào rồi thì không thể cởi ra được. Nhưng mà tôi không hiểu làm sao là Nguyễn Loan ngày hôm nay coi như bảo là tôi nói chuyện với Quốc Dũng gì đấy. Có một đấy. Bây giờ đổi ngoắt sang. À, anh này. Đặc sản của miền Tây đấy. Về đấy. Tận đây này. Đấy à, là mua, trái mua trái đấy. Nổi cái răng đấy. Cái răng. Tức là hiện nay tôi sẽ trả lời với anh Đất Tổ này. Hiện nay coi như nó đang rất tử tế, cờ đỏ sao vàng, nghe chưa? Mà con người ta không thể nào quay ngoắt 180 độ chỉ trong vòng một ngày được. Đấy, thì bây giờ cho nên các bạn phải biết cái âm mưu của Nguyễn Loan đó là vấn đề gì. Mà ở đây là khai là Nguyễn Loan là người đàn ông rồi, là vấn đề gì. Chứ không phải, Quốc Dũng cũng chưa phải là người nó thuyết phục giỏi lắm. Mà coi như chỉ nghe Quốc Dũng thôi. Mà hiện nay coi như là gắn cờ đỏ sao vàng. Thì thôi thì mình cũng công nhận là nói chung là hiện nay cứ cầm cờ đỏ sao vàng hoặc lên nói những điều tốt về đất nước Việt Nam thì sự thực về đất nước Việt Nam thì mình ok. Đúng không? Thế chứ thôi. Còn cái chuyện tin hay không. Khi nào mày trở cờ thì tạo tính mày sau. Đúng. Thế thôi. Còn vấn đề. Nói thật sự mày. Tin hay không. Mình là những người vấn đề khác. Đấy. Chưa từng gặp mặt. Đúng. Anh em mình chỉ lên một cái mạng xã hội và ok Diệu Sang. Rồi bây giờ Diệu cứ để cho nên mà nói tí nữa Diệu San cứ ở đây một lát nữa mình sẽ mời Diệu San lên nói về kỹ về cái vụ Nguyễn Loan. Mình thì mình chỉ hiểu về vấn đề như vậy thôi để cho em sắp có nghề việc công việc nhàn và lương cao rồi nhá. 7 triệu hay 8 triệu em? Em cao hơn anh 1 triệu. À 8 triệu à? Em phụ nữ khi được ưu tiên. Vâng. Gọi đích danh là Diệu San chào cháu cháu về với đội của bác đi cháu đừng ngoan cố 8 triệu một tháng được không cháu
Chỉ việc xe bài thôi, còn ngài Đào Minh Quân sẽ lật đổ được cộng sản. Đúng. Xong là em nhắn lại là cộng sản giả giả cháu 30 củ mà Đào Minh Quân giả cháu 6 8 củ, sao giả cháu bèo thế. Thế xong bảo bảo em là bác biết nhà cháu là nghèo rớt mùng tơi ra bác thương. Thế xong là đấy nghèo, kể cả là ông đấy cho là nhà em nghèo đi hoặc tất cả mọi người nghèo đi, Việt Nam nghèo khổ đi, nhưng mà nghèo cho sạch, rách cho thơm, Chính xác. nghèo nhưng mà không hèn, không bao giờ hèn, không bao giờ cầm Những đồng cái tiền. đồng tiền bẩn thỉu mà phản lại tổ quốc như thế. Đúng. Kể cả 8 triệu một tháng chứ 80 triệu, mặc dù lương công chức bọn em 7-8 triệu nhưng không bao giờ em cầm 80 triệu mà quay lại với tổ quốc cả. Mình ăn cơm rau mắm nhưng mà mình vẫn tự hào là người Việt Nam và mình vẫn cảm thấy thanh thản bản thân. Thế hôm qua em cũng có một người, một anh Nguyễn Minh ở Hà Nội ấy cũng nhắn tin cho em, trong chụp màn hình cho em xem cái tin nhắn cũng gần tựa tựa như là cái tin nhắn của em ấy. Đúng rồi. Vâng, nhưng mà lúc hôm qua thì sau đấy thì em cũng nhắn đi nhắn lại một số, nhưng mà quan điểm của em thì cũng vẫn vẫn là cái lập trường tư tưởng vững vàng thôi, chứ cũng không kiểu nói đùa hay như nào để nghiêng về dụ dụ nghiêng về bên cái đằng chúng bác Nguyễn Loan cả. Nhưng mà vì sao gọi điện cho em thì em nói thì cũng nói chung là cũng thông cái tư tưởng, có vẻ đấy bên ngoài thì là có vẻ là thông cái tư tưởng là công nhận là đất nước Việt Nam là cũng đang phát triển, con người Việt Nam thì cũng nó cũng bớt Yêu khổ đất và sung nước sướng đúng hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. không? Thế nên là tối hôm qua trên diễn đàn của nhà chị Ngọc Hiếu à? Trên Đồng diễn hiếu. đàn chị Ngọc Hiếu thì cũng thấy là cũng nói chuyện xong là cũng xin lỗi mọi người ấy. Và sau đó thì cũng gửi cho em một cái tin nhắn là khi mà sau khi lên cái diễn đàn của chị Ngọc Hiếu nói chuyện ấy thì là gửi cho em một cái tin nhắn mà có cái thằng gì nhỉ, thằng thằng gì nó chửi ông đấy là mày là cái thằng hèn mấy lại thế nọ kia, tức là chửi ông tệ lắm đấy. Vâng, thì không không hiểu là thực hư thế nào, mọi người thì Thì cũng đấy thì anh cũng nghe thấy bảo mọi người bảo bây giờ hiện nay coi như hôm qua Nguyễn Loan thì gửi rất nhiều tin nhắn cho mọi người gạ cái chuyện người con trai già già như anh thì là 7 triệu, em thì sinh gái phụ nữ thì 8 triệu có tăng giá, nhưng mà đến hôm nay làm không có sao được hai người là em biết 8 triệu là anh Nguyễn Minh ở Hà Nội và em, à thì là em à biết là hai người 8 triệu là ừ lên giá, hôm trước là 7 triệu là không vượt được ai, thì hôm sau là gửi tin nhắn cho hai người thì em với anh Nguyễn Minh nhỉ ở Hà Nội ấy. Anh Minh. Anh đấy thì anh cũng công chức, anh ngại lên sóng lắm, anh chỉ ở dưới anh comment thôi. Rồi, thực tế ra là nói chung là không biết là Nguyễn Loan mọi người thì bảo là đàn ông, nhưng mà nói chung là như có những cái tư tưởng như thế, thực tế là người ta muốn dụ những người dân Việt Nam, nhưng mà nói chung chỉ có một số cái bọn mà gọi là nó ham tiền, nó muốn bán rẻ quê hương đất nước tổ quốc thì chúng nó may ra chúng nó nhận lời thôi, nhưng mà chúng nó nhận lời thì đã bị trói lại ngay lập tức đấy, thì nói chung là tù tội chỉ là trước mắt, cho nên là những người Việt Nam nói chung là hiện nay rất là tỉnh táo đúng không? Chứ bây giờ ví dụ là gửi 7 triệu cho thằng Trần Trúc À vâng, là đấy đúng rồi. ok Như em thì em mới bảo là những ngay. ai mà nghe nghe lời của cái bọn ba que nước ngoài ấy, thì là chỉ là một là cái bọn là hay ăn làm biếng, hai nữa là cái bọn mà làm ít đòi ăn nhiều, làm được 5 triệu thì muốn ăn hưởng thụ 10 triệu cơ. Thứ ba là cái bọn mà
nằm ngửa ăn sẵn ấy, cái bọn con gái mà hư hỏng nằm ngửa ăn sẵn ấy, hoặc là mấy cái con du học sinh được ở bên bố mẹ nuông chiều xong sang bên kia thấy cái xứ cộng xứ tư bản ấy là hoa hết cả mắt lên rồi quay về chửi bới đất nước thôi, chứ còn nó không biết được cái tình hình đất nước của mình về cái bề dày lịch sử về chiến tranh giữ nước toàn vẹn lãnh thổ như thế nào, cái giá trị của cái cuộc sống hòa bình hôm nay nó như thế nào. Nên là chúng nó mới 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 nghe theo thôi, chứ còn như anh em mình có giả 8 triệu hay là đúng là 80 triệu em thề em cũng không bao giờ em làm cái việc mà gọi là tội phản quốc đấy, là không bao giờ mình cho phép mình được phạm vào cái tội đấy, tội gì thì ấy, chứ còn riêng cái tội đấy thì không bao giờ. Bây giờ đây, ví dụ trường hợp của anh ấy, anh bảo là 7 triệu thì ít quá, thế bây giờ phải trả anh là 4.000 đô la một tháng cơ. Thế là Nguyễn Loan bảo là cô thì là cháu đòi như thế thì cao quá, cô thì nếu mà ấy được cháu mà làm cho cô ấy, thì sẽ sang Mỹ thì cháu được vào bệnh viện, mấy bệnh viện các thứ của cô, hiện nay cô có cổ phần các thứ ở bên đấy thì cháu sẽ coi như là rồi là tức là thẩm mỹ viện các thứ gì hoặc là tất cả các thứ thì cô sẽ giúp cháu. Nói chung là dụ như kiểu là dụ anh như kiểu là dụ trẻ con ấy, kiểu ra cô mua kẹo cho ấy. Nhưng mà đâu có phải là người ta cũng toàn những cái người như những anh em yêu nước cờ đỏ này thì ai cũng hiểu rõ được cái âm mưu chia rẽ của bọn ba que, rồi là cái ý đồ xấu xa của chúng nó. Nhưng mà đấy, nhưng mà trong nước mình thì cũng không phải là ít người mà nghe theo chúng nó đâu nhé. Cứ lên cái diễn đàn thằng Tân Thái, thằng Benny Trương, con Josie Đào, hôm nay lại một chiều lại một cái con rồ rồ nào nó ở nước Anh hay sao ấy, nó chửi Bác Hồ thì thôi rồi, kinh khủng khiếp luôn. Cho nên là những người nhiều đấy, đứa ở trong nước này, nhiều đứa ở trong nước là sinh viên nhá, kêu gọi biểu tình, nó cũng rất là ủng hộ cái việc biểu tình, mà nó bảo là nó cũng ra mà nó cầm vũ khí, cầm roi điện ấy, ra chống đối tới cùng ngày mùng 2 tháng 9 này anh ấy, chứ không, không đơn giản. Bây giờ nó qua ngày mùng 4 tháng 9 này em ơi, nó đổi ngày rồi. À bây đổi ngày là, à? Ừ, đổi ngày mùng 4 tháng 9, nó khổ lắm. Thôi, đầu tiên là ngày mùng 8 tháng 8, đấy, sau cũng đổi ngày mùng 2 tháng 9. Nhưng mà sau thôi đổi, bây giờ ngày đổi ngày, đổi lùi lại thôi kệ mẹ chúng nó, nhưng mà không đỡ ảnh hưởng đến bà con đi chơi ngày Quốc Khánh nhé. Rất nhiều là sinh viên rồi mọi người sẽ đi chơi, mà nhỡ đầu không phải phải tai khổ thân mọi người ra. Đạt Trần tôi toàn ca ngợi coi như là Trần Xúc đẹp trai, dân Nam Định ai mà chả đẹp trai. Tự do rồi sung sướng, nhưng chúng nó nói về thời gian làm việc thì chúng nó cũng làm vãi trưởng. Thứ hai nữa là cái tiêu xài chúng nó phải bóp mồm bóp miệng, như người Việt Nam còn bao nhiêu cái sướng mà chúng nó chưa biết, hoặc là chúng nó cố tình nó không biết. Thời gian thì gọi là triệu phú thời gian rảnh rỗi, rồi tiền thì tiêu thì cũng gọi là cái sinh hoạt thì đâu có phải phải tính toán gì hay suy nghĩ gì nhiều đâu, mà độc ăn những đồ tươi ngon. Đúng rồi. Thì bây giờ anh nói với em với tất cả các bạn này, cho bọn mà cái bọn chống cộng cực đoan ở bên kia, chúng nó cứ nói là coi như toàn dân xuống đường, mà cuối cùng được mấy mống ấy. Bây giờ anh chỉ cần nói bây giờ anh chả là cái gì cả, nhưng bây giờ ví dụ anh mà đứng lên ấy, nhà nước cho phép anh mà đứng lên, anh kêu gọi những người yêu nước xuống đường, gọi là thành một cái lực lượng đối lập với chúng nó, thì nói chung là chỉ cần coi mỗi người một nhổ một bãi nước bọt thì chúng nó đã tòi. Cho nên là bây giờ mình là những người coi như là tôn, những người gọi là yêu đất nước, yêu cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cho nên mình thực thi đúng cái pháp luật, những cái vấn đề này đã có cái nhà nước hoặc là những cơ quan an ninh người ta lo, cho nên mình chả phải lo lắng gì cả. Bây giờ đấy, chứ còn bây giờ mà mình nhà nước cho phép em. Đúng rồi. Ở bên này thì đọc những cái thành phần dân chủ cuội này, học trình độ học vấn thấp này, rồi là dân gọi là ăn nhiều làm ít này,
bóc ngắn cắn dài này, đấy là quân của chúng nó. Còn bên đúng kia rồi. Thì thằng tướng thì đọc cái thằng bất tài vô dụng với thằng hãm tài như là đúng. Tân Thái Benny Trương với cái Đào Minh Quân mấy mấy cái con rồ rồ dở dở đấy thì là lãnh đạo ai? Nếu mà cứ gọi là nó cũng kêu gọi được một số đi, người ta cái đường nối lãnh đạo của mình đọc những cái người thông thái và đúng đường nối như là Bác Hồ ngày xưa thì mới làm được cách mạng, chứ làm sao chúng nó làm được cách mạng lật đổ. Chúng nó cứ mơ tưởng, cứ ảo tưởng. Bây giờ chúng nó cứ bảo là chúng nó giỏi, chúng nó tài hoặc thế này khác. Bây giờ cứ nói cái thằng Tân Thái ấy, sang Mỹ hiện nay là 30 năm rồi, vẫn cứ làm mỗi cái nghề rửa chân, nhưng mà ông nói như thành thần ấy, đúng không? Nhưng bây giờ người ta thông thái, người ta giỏi thì người ta ít nhất, ví dụ người ta tổ chức ra, đầu tiên người ta ta rửa chân, sau đó người ta đúng làm leo, tức là người ta vẽ, sau đó người ta tiết làm kiệm, chủ đúng không? Làm chủ cái tiệm leo đó. Làm chủ xong là chuyển đấy. Đổi nghề nghiệp, nó nhàn hơn cả cái nghề đấy chứ. Ở Việt Nam cũng nhiều người làm thế, xong là người ta chuyển đổi. Ở chỗ em mới có người ta chỉ làm đầu, làm tóc thôi nhá, dịch vụ đấy nhá. Đúng rồi, thằng Trần... Người ta mua được nhiều đất đai, xong là người ta chuyển sang làm bất động sản, đầu tư. Chứ đâu có như chúng nó ì ạch như hàng mấy chục năm vẫn dậm chân tại chỗ kiểu như thế đâu. Nhưng mà nó không biết nó là ai, nên là nó cứ kiểu là bọn đấy nó bị bệnh hoang tưởng hết rồi. Làm sao mà nó lật được cộng sản? Cái an ninh của Việt Nam nó gọi là quá là giỏi luôn ấy. Làm sao mà chúng nó quá mà mạnh và giỏi thôi. Chứ còn những cái đối tượng phạm tội nó đơn giản thì mình cũng xê xoa thôi, chứ còn để mà bảo vệ an ninh quốc gia thì chúng nó đừng có nghĩ đến cái việc mà nào. Bây giờ này xin lỗi các bạn là mình không để ý chỗ thằng Trần Trúc, nói chuyện Bác Hồ, tao nói thằng Trần Trúc nhá, mày mà xúc phạm Bác Hồ nhá, mày sẽ không còn đường về thành phố, đi qua thành phố Nam Định nữa. Bây giờ mày và tôi, xin lỗi các bạn, tôi chưa nhìn thấy câu nói chửi Bác Hồ.